bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Các bạn đang đến với bản tin 17 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2016, có những nội dung chính như sau: trao bằng tốt nghiệp cho nữ giám thị coi thi trung học phổ thông quốc gia; bắt 3 thanh niên hiếp dâm bé gái 14 tuổi; 3 chị em Việt kiều vận chuyển hàng lậu trị giá hàng tỷ đồng về nước; vụ va chạm tàu trên sông Hồng tìm thấy thi thể 4 nạn nhân; đổ thuốc độc vào bể nước để trả thù tình địch; truy tìm hung thủ bắn chết người ở Hà Nam; bệnh viện lên tiếng về vụ bảo vệ chặn xe cứu thương khiến bệnh nhi tử vong; Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng ký ban hành 7 nghị định; kẹt xe hơn 20 giờ, 18 người thiệt mạng; NATO chuẩn bị tham gia đánh IS. Và sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ nữ giám thị coi thi trung học phổ thông quốc gia bị tài xế taxi sát hại, chiều ngày 5 tháng 7, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người thân đã đưa thi thể chị Phạm Thị Oanh, 23 tuổi, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Sư phạm Huế, giám thị coi thi trung học phổ thông quốc gia 2016, bị sát hại cướp tài sản đêm ngày 3 tháng 7, về quê nhà ở Lý Nhân, Hà Nam. Nguyễn Văn Tiến, nghi can sát hại, 26 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tài xế hãng taxi, đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tiến đã thực hiện hành vi giết chị Oanh, lấy trong người chị số tiền 250.000 đồng, chiếc điện thoại và một số tài sản. Sau đó, Tiến chở xác nạn nhân đến cầu Sú phi tang. Được biết, nguyên nhân vụ sát hại chị là do Tiến thiếu 300.000 đồng tiền nộp lệnh. Đại diện trường Đại học Sư phạm Huế cho biết, nhà trường đã cử đoàn công tác mang bằng tốt nghiệp và bản điểm quá trình học tập của chị Oanh ra Hà Nam trao cho gia đình, hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự. Ngày 6 tháng 7, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt giữ và lấy lời khai nhóm thanh niên hiếp dâm bé gái mang tên NTWN, 14 tuổi, ngụ huyện Phú Vang vào đêm 3 tháng 7 vừa qua. Nhóm thanh niên đã bị bắt giữ gồm Nguyễn Trương Thành, 17 tuổi, Phan Thanh Tín, 20 tuổi và Trần Huy, 18 tuổi, tất cả ngụ xã Vĩnh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, đêm ngày 3 tháng 7, nhóm thanh niên trên đã đến nhà rủ N đi chơi, sau đó cả nhóm mua rượu, bia và mồi về đập Hà Úc, xã Vĩnh An để nhậu. Sau khi nhậu xong, lợi dụng bé N quá say, ngủ mê mệt, Huy, Tính và Thành đã lần lượt có hành vi đồi bại với N. Khi N về nhà, mẹ của em phát hiện cơ thể con gái có nhiều chỗ bầm tím nên đã hỏi rõ mọi chuyện. Sau đó, mẹ của N gửi đơn trình báo lên công an huyện Phú Vang. Ngày 6 tháng 7, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an C-74 cho biết vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ lô hàng thực phẩm chức năng trị giá gần 1 tỷ đồng do 3 Việt kiều vận chuyển về nước. Chiều ngày 4 tháng 7, lực lượng công an tiến hành cho kiểm tra thực tế bên trong lô hàng của ba chị em ruột gồm Võ Thị Ngọc Diệp, sinh năm 1967, Võ Thị Hương Huyền, sinh năm 1965 và Võ Thị Thu Thảo, sinh năm 1979, cùng ngụ phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đội thủ tục hành lý nhập khẩu, cơ quan chức năng cho mở 3 thùng cạc tông, trong đó lô hàng có chứa 100 hộp thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Dr. Select Placenta 300.000. Với mặt hàng này, cả ba chị em đã không khai báo với cơ quan, đồng thời không có giấy phép nhập khẩu. Cơ quan công an đã niêm phong lô hàng này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thông tin chúng tôi đã đưa, chiều ngày 4 tháng 7, trên tuyến sông Hồng, qua khu vực xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tàu thủy do anh Phạm Văn Hiến làm thuyền trưởng đã va chạm với tàu thủy của anh Trần Văn Tuấn. Vụ va chạm này khiến tàu của anh Trần Văn Tuấn bị chìm, 4 người trong gia đình anh Tuấn tử vong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Tuấn vào khoảng 21 giờ 40 ngày 4 tháng 7 đến 7 giờ 30 ngày 5 tháng 7. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể của chị Trần Văn Hái, cháu Trần Thị Đào. Đến sáng ngày 6 tháng 7 tìm thấy thi thể cháu Trần Văn Duy. Các nạn nhân đã được đưa về quê tại Ninh Bình để an táng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 5 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, 27 tuổi, trú Lâm Thao, Phú Thọ, 12 năm tù về tội giết người. Theo điều tra, vì căm hận anh Nguyễn Văn S đã cướp người yêu và khiến mình bị đuổi việc, nên ngày 22 tháng 12 năm 2014, Dũng đã ghé vào một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, mua thuốc diệt cỏ rồi đổ hết vào bể nước sinh hoạt chung của công ty. Tuy nhiên, vì sợ chị C gặp chuyện, Dũng đã gọi điện cho chị này cảnh báo không được dùng. Quá hoảng hốt, chị C lập tức thông báo đến các đồng nghiệp nên đã ngăn chặn kịp thời hậu quả đáng tiếc.
Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục truy bắt hung thủ bắn chết ông Nguyễn Đức Trí, trú phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 7, tại một ngõ nhỏ, ông Trí, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, đến miếu của thôn Tháp Hương. Xong, ông Trí đi ra ngõ được một đoạn thì bị một thanh niên bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào người. Gây án xong, hung thủ nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa ngay vào bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện ngay các biện pháp điều tra, truy bắt kẻ gây án. Hiện các cơ quan chức năng chưa đưa ra nhận định nào về nguyên nhân khiến ông Trí bị truy sát. Về vụ việc bảo vệ chặn xe cứu thương khiến bệnh nhi tử vong, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, một số thông tin trên YouTube, Facebook là chưa chính xác, chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ nội dung và bản chất sự việc. Không có việc bảo vệ ngăn cản xe cứu thương, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân như các mạng trên lan truyền. Bệnh nhi 9 tháng tuổi, quê ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tuy nhiên, do căn bệnh hiểm nghèo, người nhà tự nguyện xin các bác sĩ cho xuất viện để về nhà. Khi xe cấp cứu chở bệnh nhi kể trên ra cổng, thì bị bảo vệ ngăn cản và có sự xảy ra đôi co giữa hai bên. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng nhận trách nhiệm do đã để xảy ra vụ việc như trên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã vào cuộc và xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan như xe cấp cứu nêu trên có phải do trung tâm cấp cứu 115 hay xe tư nhân thường xuyên đi đón khách. Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng ký ban hành 7 nghị định quy định chi tiết Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam. Trước đó, Quốc hội đã có nghị quyết quy định lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày luật sửa đổi, bổ sung một số hiệu lực của Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành, trừ một số quy định có lợi cho người phạm tội. Sau đây là một số thông tin quốc tế. Cảnh sát huyện Sibet, Tây Bắc tỉnh Trung Java, Indonesia xác nhận có đến 18 người thiệt mạng trong vụ kẹt xe kéo dài hơn 20 giờ ngày 5 tháng 7. Các tài xế đi từ thủ đô Jakarta, Indo đến thành phố Ligo thông qua tuyến đường bộ thu phí Đông Sibet đã phải hứng chịu cảnh kẹt xe gần một ngày trời. Một số phương tiện truyền thông thậm chí nói rằng vụ kẹt xe diễn ra trong 35 giờ. Theo quan chức y tế huyện Sibet, 12 người thiệt mạng do mệt mỏi, 5 người chết trong một vụ tai nạn ở ngã tư đường, nạn nhân còn lại chết không rõ nguyên nhân. Nhân chuyến thăm tới tỉnh Banten, ngày 4 tháng 7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết chính phủ hy vọng có thể giải quyết vấn đề ùn tắc ở tuyến đường cao tốc dọc theo bờ biển phía Bắc, đặc biệt là Đông Sibet trong vòng 2 năm tới. Ngày 4 tháng 7 giờ địa phương, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo cuối tuần này, hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw, Ba Lan sẽ bật đèn xanh để NATO tham gia cuộc chiến chống IS và chống buôn người từ Libya. Phải gần 6 tháng thảo luận, 28 nước thành viên NATO mới nhất trí triển khai các biện pháp chống IS. Từ nhiều tháng nay, Mỹ đã kêu gọi các đồng minh trong liên minh chống IS và các nước NATO làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.